Rồi. Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với con Dư Khả nè mọi. Ngày hôm nay tiếp tục Khả sẽ anh thua, anh nghe Vinh cho con nghe mình búp trong bàn nè mọi. Của anh Hưng nha. Và bây giờ chúng ta Khả đã chuẩn bị cho mình được là 1000 giỏ hoa hạnh phúc, 1000 hoa hồng trắng, 1000 hoa hồng lam và 1000 hoa hồng xanh, 1000 hoa hồng đỏ và 1000 hoa hồng vàng. Ok, bây giờ chúng ta ép tất cả nguyên liệu đó đều đủ rồi. Gì vậy? Cần ít nhất 7 giờ à, lộn giờ ghép chứ. Hạnh phúc nha. Rồi, ok mẹ. Let's go. Anh em biết rồi, lên hoa sơn cảnh kỹ trường nha nào. Đây. Hiện tại này 94 với 230 có triệu một cốc thì cái anh mắt anh này chắc khoảng 98 nè mà. Khoảng 98 nha nè. Khoảng 98 nha nè. 1 triệu Việt Nam đồng được 15 kim nha. Quốc Huy Nguyễn ơi. Hôm trước Khải làm video á, Khải cứ sau đồ Khải làm video là Khải định giá cái đồ là 1 kim, 2 kim, 500 xu. Rồi này nọ, mấy ông nội cứ tưởng là một món 2 3 triệu món nè. Đồ có chửi Khải quá trời. Tại vì anh em chơi những server khác là cứ 1 kim là 1 triệu. Còn bên server này 1 kim có 60 nghìn thôi anh em ơi. Đó là anh em đừng có so giá server này với server khác. Anh hết đi mình hết 7 kim cộng cái nguyên liệu em ơi. Rồi khui nè mày. Khui. Nhiều anh em cứ so giá server này với server khác. Server này 1 kim chỉ có 65.000 thôi. Còn những server khác là 1.000 xu là 1 kim á, là tương đương khoảng tầm 1 triệu nữa. Nên là sao mà giống server này được. Khả định giá cái chùy hoặc là cái sông đao hoặc là gì đó, khắn lôi này nọ, khả định giá là 5-6 kim. Là mấy ông cứ tưởng 5-7 triệu nè. Ủa mấy ông chửi Khải quá trời luôn. Phải rồi. Server này là cứ vài kim là vài trăm nghìn thôi em. 200 nghìn là 1 kim là có 60 nghìn thôi. Bộ tiền thua lộ. Hai bên tiền thua lộ. Ôi trời, nhiều tiền thua lộ vậy. Chưa có bên Thiên Sơn nào nó cắn may mắn luôn. 20 đúng không? Cho nó thích ăn thêm lộ may mắn rồi. Rồi. Gần 200 cái rồi. Toàn tiền thua lộ không à? Vãi nồi. Hôm nay anh phải thu là được 3 kim rưỡi nhưng mà ra mới hò nha nè. Phải 3 kim rưỡi nha nè mà. Một bên nào, mai một nào may mắn luôn. Ủa nó có rồi, khá tất cả anh em. Mai một nào may mắn vô. Rồi. Ui, năm mình tiền thua lộ, quá chứ. Quỳnh Phúc quá tiểu, tiếc là hả? Trời mặt nạ quá trời. Hai ba cái rồi. Anh em đang theo dõi là anh em Vinh mùng 8 tháng 3 này của Khải một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Hiện tại là anh em Vinh giỏ hoa hồng hạnh phúc. Là em Vinh gọi là Vinh Xu đó em ơi. Anh chi phí là khoảng 7 kim kèm với 150k điện tống kim nha em ơi. Và nguyên liệu. Trời ơi, toàn tiền thua lỗ không nhỉ? Thì tính đâu? Không ra thì tính lỗ luôn á, một viên. Hôm nay anh chủ yếu tìm thị tinh rồi em ơi. Trời, tiền thua lộ nữa. Phúc nhiều quá tiểu đại. Đi chà. Tinh hồng. Thị tinh đi em ơi, 500 cái rồi. Nhẫn kỹ năng tiềm năng chưa ra luôn. Phúc Duyên Trung. Ôi trời ơi. Sư đời giang hồ. Thiệp cá nhân nó ra lần 150 cái luôn. Trời, mặt nào nữa. Phải đàn rồi, ton rồi. Gì vậy trời? Thì tên nào Nam? À, anh chỗ này lỗ rồi. Lỗ sống mạng rồi. Lỗ sống mạng rồi. Trời, còn có 300 cái mà có một viên thì tinh nè. Vãi nồi. Hai viên. Gỡ gạt cái coi, không có gì hết trời. Trời, ton rồi. Gỡ gạt chỗ này chết rồi Nam ơi. Chết tôi ơi. Thì tin không có luôn, mất 2 viên thôi. Anh cái này chịu rồi. Mùa sâu anh cái này là ton luôn em ơi. Chọn cái số nào cũng quen này, mất rác luôn. Mặt nạ. Tiền thảo lộ. Ôi trời, quá trời tiền thảo lộ luôn. Tiền thảo lộ. Trời, không có thì tin luôn. Má đúng 2 cục luôn nào ơi. Trời. Bà Quỳnh của tủ đài này quá trời luôn. Tinh hồng. Hai viên tinh hồng, hai viên thủy tinh. Nhỏ vãi nồi. Ui hàng tiếp tục ơi, còn 50 cái à. Ồ, má mỏ tay luôn á. Một nhẫn. Nhẫn tìm nánh người cho 200 xu à. Ơi. Lỗ ơi, nhìn nhận lỗ chắc rồi nè mày. Lỗ sập sàn luôn rồi. Cái này ton. Ok, Khải Phú diện rồi nè mày, anh cái cuối á. Ui, anh 1000 em bên một cái 2 viên thủy tinh nè à. Vãi chướng thiệt. Cái gì có thử lời thì lỗ cho anh em xem nha. Khả đang bỏ 3 cái năm được. Anh lần này đâu, anh thua lần này 3 cái năm á. Lời lỗ đây.
Rồi, còn cái cuối cùng khải dịch qua ngày 10 nha nè. Khải cắt vừa tiền thổ lộ này nọ rồi qua ngày 10 rồi. Bao nhiêu tiền thổ lộ? Toàn tiền thổ lộ không? Bao nhiêu tiền thổ lộ đây? Cái kết auto rồi. Ê, cái nào lấy chi? Mấy mình? 2, 4, 6, 8, 10, 13 phần tiền thổ lộ 260 xu. Rồi 3 viên tinh hồng, 3 viên tinh hồng viên 300 cộng 900 là 1.100. 2 viên tiền tinh, 2 viên tinh 500 xu 1.600. Nhẫn này tiềm năng à? Trời, tiềm năng rẻ vãi chưởng luôn. 200 xu nữa, K8. Rồi K8 còn gì nữa không? Rồi bình quá tựa quá. Mấy bình? 2, 4, 6, 7 bình. 7 bình đại, 7 bình đại là 700 xu. Mấy cái này thì tính giá thôi nè. Nhưng mà Khai cũng cầm khai chan này chứ Khai đâu có bán đâu. Rồi 7 bình 700 xu, 2K5. 2K5 kèm cái này 2K là 60 xu nữa. 2K6. Rồi hết rồi. Thằng 6 cái này 200 xu. Hóng bình thật 200 xu. 2K8. 2K8 đúng không? Rồi ok. Có thử hò, có thử hò này mà. Mình mở cái cuối cùng nữa. Nói chung là vừa lát được tiền thổ lộ này nọ này, mà chủ yếu mình tìm thị tinh này mày, mà không có thị tinh buồn cơ gớm. Rồi 2K8 rồi nha. Quay cuối cùng gì đây? Rồi một mặt nạ kháng cả nè, trang sức cho xe đặc chính nè. Thay đổi trang chính ra tính tiếp. Ờ à, một con ngựa chiến mã 200 xu nè, 200 xu nè, ok nè. Rồi không có boss luôn. Rồi ba kim, ba kim. Trời ơi, tôi nghĩ nhiều không nha. Ui, trời, một con ngựa. Ngựa này 100 xu nữa. Ngựa này 10 thời hạn, nhưng tầm này cũng 100 xu con này. 3K1, 3K1. Có lại cá nhân thì được 200 xu rồi. 3K3. Rồi 3K3 cũng như họ này mà. Họ 4 này mà. Họ 4. Bộ trang sức này được thay đổi cho bộ trang sức khác rồi. Anh cho anh bộ trang sức thôi. Trời, rạc nó rạc không. Con này được cánh cho con người mì mà đang đổ. À, nói chung là tổng hò này mà không lỗ này mà. Nói chung là hò chứ không lỗ. Bộ này thay đổi vào nhạc chính. Thì cho anh bộ này đi. Chính phải thường các khác tất cả này. Nói chung là hò này mà hò vốn nhưng không có lỗ. Không lỗ được rồi, sợ lỗ thôi nè. Chỉ sợ lỗ không sợ gì. Chỉ sợ lỗ thôi. Chỉ sợ lỗ thôi. Hòa vốn rồi được rồi. Ok. Ok anh. Mình đến ngày 8:34 cái này không có rồi. Mặt nào mình gần hết hạn rồi mà. Vãi đạn. Mặt nào mình mới 30 rồi. Mặt nào của anh đến 31 rồi mà. Nên là đỡ lại cái của anh ấy. Mặt nào anh cũng 31 rồi. Mình có 30 rồi. Rồi ngày 10 nè. Đổi cái chân xúc vào cho con vỏ đan nè. Được vài ngày. Anh có trang sức cho ta? Chưa có trang sức, ok. Trang sức 200 sinh lực này. Đến ngày 10 tháng 4 được 10 ngày nữa. Rồi. Khá tất cả mặt nạ khá tất cả hết hạn rồi mày. Còn hết hạn này. Rồi. Trang sức, trang sức. Trang sức. Ngựa. Trời, được 3 tốc độ các kiểu. Cho ngày 10. Chúng là hòa vốn chứ không lỗ mấy anh em ơi. Hòa vốn vẫn thu lại cũng tầm 3-5 là cũng không có lỗ gì. Cũng tạm được, không có lỗ gì. Cái này lại đi sơn rồi. Không lỗ gì cả. Rồi. Up lên được cấp 98. Đúng như dự đoán là cấp 98 nè. Rồi. Này biết đi nộp được chưa? Đi nộp bang nè, sử dụng. Chủ yếu tìm thị tinh mà không ra thị tinh rồi mày. Buộc vái 7 mai tiếng rồi. Ok nè mày. Rồi lần ăn bên này thì nói chung thì cũng khá là tầm ổn nè mày. Không lỗ là ok nè mày. Không lỗ tầm ổn, thu được ít đồ thì nói chung là cố gắng tìm thị tinh mà có 2 viên này. Buồn quá. 2 viên thị tinh này. Cái này đợi dành sau này cái ít đồ thôi. 2 viên thị tinh này.
áo ma Canada vậy. Mình đang hết hàng. Trang sức. Anh em xem video của anh em mình thì đừng quên đỡ lại cho Khả và lại cho sản phẩm cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Những video ngắn này Khả sẽ up trên kênh vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày nha. Anh em tham gia gì ủng hộ một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Thiên thủ lộ để đi cha này nè mày. Đó. Với anh em mình chủ yếu cũng lấy thiên thủ lộ để cha thôi, chúng không có bán gì nữa mày. Để cha thì không có bán gì. Rồi. Còn đó nè. Thủy tinh nè. Nhẫn nè. Cái này là giao dịch bản chính nè. Rồi, quá tưởng thì cứ bói đồ khi nào gặp boss mình cắn thôi nè. Đi boss đi đồ cắn thôi. Bình cũng đừng chấm sâu. Ngồi này cho xe. Con người mình còn hết hàng chưa? 27, 3 ngày nữa hết hàng con này. Ok, đưa vàng cũng mới luôn nè em ơi. Còn hết hàng này. Còn hết hàng, 27 hết hàng. Con 30, con 27. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng chuẩn bị trở lại với chương trình alo quên giao dịch ngựa. Khả năng con ngựa chiếu giả nè mày. Rồi, quên đến chương trình trả lời câu hỏi như là đi đánh boss nè. Rồi, ok.